bộ ảnh cưới đẹp như mơ của Á hậu Tú Anh bên chồng thiếu gia. Tú Anh cho biết sau khi lấy chồng, cô sẽ ưu tiên thời gian để vun vén và chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Sau những ngày tháng đợi chờ chỉ còn 2 ngày nữa, hôn lễ của Tú Anh cùng chồng thiếu gia sẽ được tổ chức tại một khách sạn lớn tại Hà Nội. Khoảng thời gian trước khi đám cưới diễn ra, cặp đôi phải đứng trước rất nhiều scandal, mới nhất là scandal với ca sĩ Văn Mai Hương, người yêu cũ từng gắn bó nhiều năm với chồng sắp cưới của Tú Anh. Tú Anh thật thà tâm sự rằng để có được hạnh phúc ngày hôm nay, cô và chồng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách. Thế nhưng đôi bạn trẻ vẫn quyết tâm nắm lấy tay nhau và cùng xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Việc quyết định đi đến hôn nhân này không phải là quyết định nhất thời, mà đấy là sự cân nhắc rất lâu bởi xuất phát từ tình yêu chân thành. Được biết, vị hôn phu của hậu tên Gia Lộc, anh đang làm việc trong ngành xây dựng. Tú Anh cũng tiết lộ rằng sau khi lấy chồng, cô sẽ dành ưu tiên cho gia đình vì đối với cô đó là điều quan trọng nhất. Cuộc hôn nhân của cặp đôi được cả đôi bên gia đình ủng hộ. Dù gây tranh cãi về cách bảo vệ vợ trước dư luận, thế nhưng điều đó chứng tỏ ông xã của Tú Anh rất coi trọng mối quan hệ này, cũng như coi trọng người vợ sẽ gắn bó với mình. Còn về phía Tú Anh, cô chưa có lời chia sẻ chính thức nào về vụ hôn phu. Thế nhưng, nhìn nụ cười mãn nguyện của Tú Anh đủ thấy hạnh phúc nơi trái tim cô đang cảm nhận. Theo kế hoạch, ngày 21 tháng 7 tới đây, Á hậu Tú Anh sẽ lên xe hoa cùng chồng, khép lại cuộc sống, độc thân và mở ra một hành trình cuộc sống mới. Vụ ảnh cưới của cặp đôi nhận được rất nhiều sự khen ngợi từ mọi người. Không lộng lẫy xa hoa, những bức ảnh được thực hiện một cách nhẹ nhàng giản dị, nhưng vẫn toát lên được sự gắn bó lãng mạn và hạnh phúc của đôi trẻ. Cô dâu Tú Anh chỉ trang điểm và làm tóc nhẹ nhàng, thế nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp và hút mắt.